Roma mất quả phạt đền ở chung kết Europa League sau quyết định gây tranh cãi của tổ trọng tài do ông Anthony Taylor chịu trách nhiệm rạng sáng ngày 1 tháng 6. Những phút cuối hiệp 2, Nemanja Matic thực hiện quả tạt tầm thấp từ cánh trái. Cầu thủ Roma phản ứng quyết liệt khi thấy bóng đập tay Fernando. Tuy nhiên, trọng tài Anthony Taylor không cho đại diện Serie A hưởng phạt đền. Sau khi tham khảo video làm chậm, ông Taylor và tổ VAR vẫn giữ quyết định ban đầu. Trọng tài người Anh cho rằng bóng chạm Fernando khi cầu thủ này đã cố gắng khép tay sát cơ thể. Động tác tay của Fernando không hề tự nhiên khi chạm bóng. Ở ngoài đường biên, huấn luyện viên Jose Mourinho tỏ rõ sự bất bình. Người đặc biệt giơ 7 ngón tay như muốn nhắc ông Taylor rằng trọng tài này đã rút 5 thẻ vàng cho Roma trong khi con số của Sevilla chỉ là 2. Mourinho tỏ thái độ gay gắt với trọng tài. Roma mất cơ hội để ghi bàn vượt lên dẫn trước để rồi bị Sevilla cầm chân cho đến hết hiệp 2 và cả 30 phút hiệp phụ. Trong loạt luân lưu, Gianluca Mancini, Roger Ibanez đá hỏng khiến đội bóng thủ đô Italy gục ngã với tỷ số 1-4. Mourinho lần đầu thất bại ở cúp châu Âu trong khi Sevilla tiếp tục chứng tỏ vị thế số 1 tại Europa League với lần thứ 7 đăng quang trong cả 7 lần vào chung kết. Chức vô địch giải đấu cúp hạng 2 châu Âu còn mang về cho câu lạc bộ chủ sân Sanchez Pizjuan tấm vé dự vòng bảng Champions League 2023-2024.